ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và ông Riyad Bonner, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đồng chủ trì. Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris đặt mục tiêu tăng cường khung pháp lý và năng lực quốc gia để hỗ trợ triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trọng tâm là thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định NDC. Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, dự án không những hỗ trợ một số nội dung quan trọng cho việc triển khai thực hiện NDC của Việt Nam, mà còn được các đối tác phát triển quốc tế rất quan tâm, do dự án còn đóng vai trò là đầu mối thông tin về biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Thành công của dự án sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện NDC và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Năm 2020, do ảnh hưởng chung của đại dịch COVID, nhiều hoạt động của dự án đã không thể triển khai hoặc triển khai chậm. Tuy nhiên, dự án cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Một dấu ấn quan trọng là hỗ trợ Việt Nam hoàn thành NDC cập nhật và nộp UNFCCC tháng 9 năm 2020. Dự án cũng hỗ trợ xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu trong luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, đồng thời hỗ trợ các bộ ngành xây dựng các văn bản quản lý biến đổi khí hậu, các kế hoạch ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, dự án cũng giúp xác định giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Có thể nói rằng là đây là cái dự án hỗ trợ của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua cái cơ quan hợp tác phát triển quốc tế GIZ hỗ trợ Việt Nam hết sức là đúng thời điểm, bởi vì tên cái dự án nó đã thể hiện ra tất cả những cái ý nghĩa của nó là hỗ trợ thực hiện Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris, mà đúng như chị nói, đến 2021 trở đi thì Việt Nam phải chịu cái cam kết giảm nhẹ phát thải khí kính mang tính chất bắt buộc theo cái quy định của thỏa thuận Paris. Thì từ cái khi triển khai dự án cho đến bây giờ, dự án đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng những cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để mà triển khai cái quy định đó. Theo ông Riyad Bonner, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, sự hợp tác giữa phía Đức và Việt Nam thông qua dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris và sáng kiến khí hậu toàn cầu IKI đã đem lại nhiều hiệu quả. Trọng tâm là xây dựng những điều kiện, khuôn khổ cần thiết để thực hiện thỏa thuận Paris với nền tảng tốt và kế hoạch chung dài hạn. Dự án hướng tới các kết quả cả về thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và đồng lợi ích về môi trường, xã hội, đặc biệt chú trọng giảm phát thải cho các hoạt động kinh tế của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi sáng kiến tốt, kinh nghiệm tốt, cũng như khuyến khích cơ chế chính sách phù hợp. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án trong năm 2020 và đề xuất các biện pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo đạt được mục tiêu. Các bộ ngành cũng thông qua kế hoạch năm 2021 tập trung vào tăng cường công tác quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam là một bên tham gia thỏa thuận Paris và UNFCCC.